Đồng bào Cà Đô này đẹp á. À, đồng bào bên Cà Đô cũng đẹp lắm á, dễ thương lắm. À, mà mình thấy ở trên bên Cà Đô đó hôm qua mình thấy là mấy cô bên Cà Đô đó dạng lắm nha, coi chừng qua đó đừng đi lân quanh nha, làm trong vườn đó làm xong rồi về nha, chứ chưa muốn bị bắt vợ. Mà qua đó mình đi làng sàng là mấy cô bắt thiệt đó nha. Bắt ở luôn. À, bắt ở luôn hả? Là sắp mở đó. Bà con Suối Thông, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Canh tác trên những cái đồng rất là rộng, toàn là đất ba gian không à, nên đất ba gian rất là tốt, tiêu thoát nước tốt, thành ra cái mùa mưa này ở trên cái nền đất này là nó không bị úng, từ chỗ không úng nước cho nên là rau cỏ đẹp lắm, rất là đẹp. Hôm nay chạy xe con đi luôn hả cháu? Dạ. Hôm nay chạy xe con đi thu luôn hả? Bán chợ thùng đó. À. Chợ thùng để đóng. À. Cả xe con cả xe mẹ đi luôn. Nhưng mà mối người ta không ưng cái thùng này con chở. À. Con này gọi xe chở thùng này. À. Người ta thích thùng kiểu này hơn. Thùng này à, đóng đều mặt hơn, đẹp thùng hơn. Này đóng đậy mặt đẹp hơn. Đậy mặt đẹp hơn à, nó gọn gã hơn ha. Đúng rồi. Thì người ta ưng thùng này thì mình lại mới có xe chở này. À. Chứ còn không thì con lại đóng cái thùng dài dài lúc chú để cái nước đây này. À. Là thùng đó mình chở đi. À. Cái con thùng này là mình chở mình đóng đi đâu đây? Thùng này thì đóng đi Sài Gòn an toàn hơn chứ. Thùng này thùng vuông đậy mặt ba lớp với lại nó là dày nè. À, thùng này là đúng là đóng cái thùng này là an toàn. Này là an toàn nhất. Xếp nó rất là gọn mà đúng trong rồi. Khi là nó không hư hàng ha. Đó dán vô là đậy mặt luôn. À. Đậy kín mặt luôn. Đúng rồi. À, không bị nhô mà thùng này chắc lên thùng kia là gọn gã luôn, nó không bị dập luôn, thùng này đạt chứ, nhưng đều là tốn tiền thùng nhiều. À, cho nhau hai giá hả? À, tức là cái giá của cái thùng hay là xà lách? Giá của cái thùng chứ. À, giá của thùng. Còn xà lách thì y chang à? À, xà lách vẫn giá đó thôi. À. Làm vậy là bảo đảm quá, nhưng mà hàng hóa mà đóng như vậy thì xuống là ai chê được nữa. Như thùng này là 1,5 kg một cái thì à, mình phải cân 11,5 kg, còn cái thùng xanh xanh sữa kia là 1 kg một cái thì mình cân 11. À, còn này là 1,5 kg. 1,5 kg là trừ là thùng này. À, à, cái thùng đỏ này còn 10 kg rồi, còn đây là 11 này. Ừ. Hai thùng trên nhau 1,5 kg. Thùng này là nhà máy nó sản xuất ra cái thùng này luôn á hả? Không, cái này là của công ty sữa. Xong rồi để có cái bên buôn thùng á. À. Người ta đến trực tiếp cái công ty đó. À. Người ta mua. Kiểu như là mấy cái hệ thống như là Metro siêu thị đó á. À. Nó sẽ nhập theo một công lớn. Nó đóng thùng này nè. À. Xong khi người ta lấy ra trưng bày lên kệ, người ta sẽ dư cái thùng này. À. Xong rồi nó sẽ bán lại cho bên buôn thùng. À. Mình sẽ mua lại bên buôn. À, à, à. Đó. Của mình là tẹt. Hiểu tên gì đây? Dạ, vợ chồng Thịnh Nhường. À, vợ chồng dạ. Thịnh Nhường á. Đúng rồi. Số điện thoại là số mấy cháu? Dạ, 0985 363024. 0985 363024. Dạ, có hai số luôn. Không thì 0966 967 887. À, 0966 967 887. Đúng rồi. Số của nhà con đó. Đó, đó số của nhà Thịnh Nhường á. Đúng rồi. Chuyên thu mua xà lách. Bà con nào mà có yêu cầu về mua xà lách hoặc là làm hợp đồng để mà người ta đầu tư tiếp để xà lách để mà người ta thu mua, người ta bao tiêu thì cứ liên hệ số điện thoại đó. Xà lách này đẹp lắm. Mình thấy bên này đầu tư làm vườn nào vườn nấy là coi như là mất rượt à. Đây dòm xem, đây là xà lách của Đơn Dương. Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, mà trồng ngay khu vực Suối Thông này. Mùa này một màu xanh mà bịt kín xanh rờn từ dưới lên trên là đủ thấy là nó đạt cỡ nào. Mùa này là mùa mưa, dưới chân do chân đất mà nếu mà nó không có được rút tốt và nó không có trì như vậy thì nó dễ bị hư úng hết. Còn cái vườn này là mất rượt à. Đây anh mới thu xà lách Lolo ở bên đám này xong. Đây xà lách Lolo nè, mấy cây này mấy cây bỏ nè, nhỏ đó anh thu xong mà nó không thu nữa thì bắt đầu là cây nó lớn tiếp đó.
giờ mà vô mà thu một vòng thu mấy cái xà lách lô lô bỏ này thì ăn cũng tha hồ luôn. Còn này, cái đây mình có thể gọi là xà lách búp hoặc là xà lách mỡ hả cháu? Đúng rồi, một trong hai đều được hết. Một trong hai xà lách mỡ. Xà lách búp, xà lách mỡ gọi cũng được hết. Mùa này là không bị hư lá chân đâu này, lá chân còn nguyên này. Cuốn như thế này mùa này là đẹp rồi đó. Còn nếu mà xịt quá cuốn là nó sẽ bị tim, nó sẽ bị ấy trong lõi với lại nó hay bị thối. Nó thối trong lõi, dễ bị thối trong lõi hả? Cũng nước trong hả? Cuốn như thế này là gọi là đẹp rồi. Ừ. Nó không cuốn như mùa khô nhưng mà cuốn như thế này, nó vô cuốn như thế này là đẹp. Mùa này mùa mưa là Vương, chỉ cuốn thế này thôi. Đây là anh Vương là chuyên về con trong nhà nè, mà chuyên về lo về vấn đề kỹ thuật với lại chạy tới chạy lui để mà chăm sóc đây, là nó mùa này cuốn như vậy là đạt đây nè. Chứ nếu mà phun thuốc để mà cho nó cuốn nhiều thì nó sẽ bị thúi trong. Đúng rồi. Đẹp chưa? Salad mùa này đẹp chưa? Rất là đẹp. Đây mình người đồng bào ở đâu đây anh em? Lâm Hà. Lâm Hà hả? Rồi cũng đi theo chủ này qua tới đây làm luôn á hả? Dạ. Có qua đây có gặp mấy người đồng bào bên Lâm bên Đơn Dương này không? Có. Có giao lưu không? Có chứ. Vậy có quen em nào chưa? Quen hai ba đứa bên Đơn Dương này luôn hả? Ừ. Ồ giỏi hả? Tay là cũng to ghê, rộng ghê á chứ. Quen là hai ba đứa luôn. Rồi có tính cái đứa nào chưa? Hay là quen xong hai ba đứa cho nên nó bỏ nó chạy hết rồi? Tính một hai đứa, tính một đứa thôi. Tính nữa thôi hả? Rồi có tính chưa? Bao giờ cho chú uống rượu với? Để bữa nào đó. Để bữa nào đó. Đi làm miết như vậy thì có thời gian đâu mà lo cho cái chuyện em út này hả cháu? Sáng đi chiều tối đi chơi. Rồi mỗi lần đóng hàng ha, nguyên một đống thùng này chuẩn bị đóng hàng, giờ đến chiều cắt sẽ đầy hết. Đẹp lắm, salad rất là đẹp này. Salad của Đơn Dương á, đa số là bà con bên này là salad trồng trong nhà lưới nó hạn chế được cái vấn đề là trời mưa mà nước nó rớt trực tiếp nặng quá. Đây salad đây là đóng đi trong tỉnh nè, sử dụng trong tỉnh nè, bỏ Đức Trọng, Bảo Lộc rồi các thứ đây. Salad là salad cái size nhỏ đó nhưng mà bà con sắp kỹ vậy, sắp đẹp, hàng hóa bà con bảo quản kỹ lắm. Quý từng cây á, sửa từng cây để đưa đi. Cái này mình đưa Đức Trọng, Bảo Lộc hả cháu? Vâng, đúng rồi ạ. Cái này ở chợ mình cũng bán này. Chợ Đức Trọng cũng bán hả? Dạ đúng rồi, thì bán cho mấy người bún riêu, bánh xèo. Riêu, bánh xèo rồi các thứ mà mấy bà con bán hàng ăn rồi các thứ đó ha. Vừa ở mình vừa Bảo Lộc cũng... Cái này là cái size nhỏ đó bà con, cái size nhỏ đó thì thương nhân mình họ sắp ra, họ lựa riêng ra, họ bán cho địa phương, bán cho mấy cái quán ăn rồi các thứ, rồi ở Đức Trọng, ở Bảo Lộc. Còn ngoài ra là cái size lớn là chuyển đi, size lớn là đóng thùng hết, size lớn đều phong phăng một loại, đóng thùng là đưa đi thành phố Hồ Chí Minh. Cái thùng này là 10kg nè, cân 11,5kg. Đẹp chưa? Xà lách lớn lắm, xà lách tốt lắm. Đều phân phân. Xà lách không là không? Đang hối nãy ơi. Nước kia khớ tại đó mà cắt trong nhà lưới sao? Cắt trong nhà lưới thấy sao? Em thấy rất là mệt thế này. Rất mệt hả? Rất mệt lắm hả? Nhà lưới trời, trời đang mát mẻ mà.
Giờ mới thở, giờ mới thở được mà. Cháu, giờ mới thở được hả? Giờ mới thở được. À, giờ mới thở được chứ hồi nãy không có thở nổi hả? Không thở nổi. À ha. Cháu ở làng nào đây? Làng Đa Huyên. Đa Huyên hả? Lâm Hà, Lâm Đồng. À, đang là Đa Huyên Lâm Hà. Dạ. Lâm Đồng. Ừ. Cháu có người yêu chưa? Đang độc thân ạ. Đang độc thân hả? Dạ. Chà, đang độc thân mà đi đi chắc vậy rồi không có lo là ở nhà kiếm người yêu thì cái sợ ế không? Sợ gì? Sợ gì hả? Trai trai có mà đầy hả? Đúng rồi. Hả, lo, đúng không? Lo làm, lo gì ế? À, lo làm, lo gì ế? Mình người đồng bào gì đây cháu? Ca Ho à? Ca Ho hả? Dạ. Thấy đồng bào bà con Ca Ho mình Đức Trọng cũng làm việc siêng năng cần cù ghê ha. Dạ. Công việc ngày nào mà coi như là chủ vựa gọi là coi cũng chạy. Dạ. Có đầy đủ mặt, lúc nào cũng có đầy đủ nhân công để làm ha. Dạ. Giỏi đó. Mình làm một ngày được bao nhiêu tiền cháu? Mình làm ngày hay làm tháng? Làm tháng. À, làm tháng à? Tháng được bao nhiêu? Làm chuyên. Hả? Tháng được bao nhiêu? 250 thôi. Hả? 210. Ngày 200 mấy hả? Dạ. Ủa ngày 200 mấy rồi làm sao mà đủ tiền nữa mà mua trâu, mua vàng được các thứ ra để bắt chồng hả cháu? Hả? Đi làm ăn hàng ngày không đủ mà trâu với bò. Trâu với bò. Cháu không tính bắt chồng sao? Bắt chồng nó đòi trâu đòi bò đó. Đòi vàng nó. Có không? Có chứ. Có hả? Trời ơi. Bây giờ mà cũng có điều đó hả cháu? Có. À. Có hết á. Nó đòi nhiều không? Đòi nhiều chứ. Dạ. Tùy người. Hả? Tùy người. Tùy người hả? Dạ. Chứ nhiều anh thì anh đâu có cần đòi hả? Đòi hết á. Đòi hết hả? Ừ. Trời, mấy anh người đồng bào dưới kia có một anh kia kìa. À, hai anh kia kìa. Nghe cô này nói nghe chưa? Đó, nghe bạn mình nói chưa? Đòi hết á. Mấy anh này có đòi không à? À cháu. Không đòi á. Nghèo quá không đòi. Đó anh nó không đòi đó. Cái lượt cơ hội này bắt cổ liền. Đúng rồi. Để làm gì? Bắt luôn chứ. Bắt luôn ha. Bắt là đỡ tốn ha. Đỡ tốn chứ nhỉ. À, đỡ tốn chứ, ai mà làm đến 7-8 con trâu, hai cây vàng mà nghe có nhiều cô nói vậy đó. Mà bây giờ sẵn có anh này nói là khỏi cần. Ừ. Bắt chiều, luôn đúng không? Chiều nó về nói má bắt luôn nha. Luôn. Nói ba má bắt luôn đem về. Đem về nuôi luôn. Ừ. À mà có cần cái dây không chú cho xin cái dây. Bắt em về phải cột lại chứ. Chứ không thể bỏ đi sao? Hả? À, anh nói cột kéo đi kìa. Cháu chiều nay quan tâm cái chuyện này nha. À, nói là phải giữ lời hứa ha. Có máy quay đàng hoàng nha. À, có máy quay, có ghi lời rồi các thứ lại rồi đó. Có bằng chứng rõ ràng. À, có bằng chứng rõ ràng đó. Đúng rồi. À. Người đẹp thế này thì cần gì phải tốn tiền, phải tốn trâu tốn bò, cứ thế mà bắt thôi. Đẹp hay không cũng thế. Đẹp hay không thế hả? Đúng rồi. Mấy anh cũng đòi hết hả? Đòi hết á. Trời ơi hư quá thì thôi, tôi là tôi không đòi đâu, nghe thấy đẹp là cần dứt khoát không có đòi. À, không có đòi hỏi gì hết á. Đòi hết đi. Ừ. Rồi cháu làm nha. Dạ. Rồi chúc cháu có sức khỏe, công việc làm cho tốt. Trông lên chứ anh em. À, đó đây là cô bé này tên Nguyên à, chồng chia đó Nguyên đóng vô túi hết con ơi, đặt nhiều quá nha. Cái chỗ đó tốt quá cả anh chồng lên đó đi là cho kỹ kỹ đâu nó bị nắm mà tôi cho mà coi cho hé nó cho quay là khác gì đẹp chưa tình yêu hộ ra rồi hàng không đẹp chưa, xà lách đẹp chưa, cắt cái đám này xuống tay hả chị ha. Dạ. Chứ hôm qua cắt mà hôm qua chiều hôm qua mình đi mình gặp mấy chị cắt cái đám kia xấu. Nó xấu nó hư hết ha. Ừ. Đám này cắt nó đã hàng, nó hàng mùa mưa này mà có được mấy cái đám, làm được mấy cái đám đều đẹp đẹp vậy tuyệt vời rồi. Đúng rồi, làm mùa mưa như vậy là nhất rồi. À, này mà nó được giá nữa là ngon nữa ha. Ừ. Hôm nay giá nó đang rớt. Đẹp ghê á, nhìn cái áo xà lách là thấy mê luôn, qua bên đây mới thấy. Nhà lưới như vậy là rất là đẹp rồi. À, nhà lưới này đẹp lắm rồi chị ha. Ừ. Ừ.
Ngày trung bình mấy cây một ký chị? 5 cây ký không? 5 cây 6 cây. 5 cây 6 cây ký hả? Cũng được, 5 cây 6 cây ký chất lượng này cũng được. Đưa về Sài Gòn mùa này lấy đâu mà chê được. Mùa này lấy đâu ra mà tốt nữa. Cái vàng lá chân. À. Lá chân sao chị? Ý là nó còn cái vàng lá chân bị cháy nè chú. Nó không bị cháy, nó không bị thối, không bị cháy với vàng lá chân đó chị ha. Đúng rồi. Ừ. Cho nên nó đỡ. Hôm qua trời nó bị cái vàng lá chân hư hết như hôm qua đó. Dạ. À hôm qua là cái vàng lá chân này nó hư hết. Vâng. Ngoài bao nó hư hết. Dạ. Thế còn cái lõi thôi. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Chị cắt cái vàng ngồi trong nhà lồng như chị. Nhà lưới thì chị có thấy nóng không? Quá nóng rồi. Quá nóng hả? Ngoài này, trong này nó hơn ngoài có 3-4 độ đó. À. Ừ. Mà đỡ là bữa nay trời nó cũng... Mát mát ha. Trời hôm nay trời mát mát, ui ui vậy cũng đỏ nè. Trong giờ này ngắt hết rồi. Ngắt ngư hả? Xuống nè. Chị này hồi trả chị cũng đẹp lắm nè, chị trắng bóc và chị đẹp nè, chị đẹp gái lắm nè, hả không? Ai cũng khen. Dạ, chị hồi trả chị đẹp lắm đấy nè, nhìn là thấy là biết rồi. Dạ rồi chú ơi, 60 dạ, rồi chú dạ. Ơi. Đúng rồi, 60 rồi thì thời gian nó có chừa ai đâu, hả không? Nhưng mà còn giữ được cái nét thanh xuân là hay lắm. Đẹp gì dạ. Nữa đẹp. Chứ. Xà lách đẹp lắm này bà con, người đẹp cắt xà lách đẹp nữa thôi chứ, là nhất rồi. Sài Gòn ăn đừng có chê ngang, những bàn tay vàng không à, những bàn tay vàng đang làm xà lách cho bà con ăn đây. Công này là công chiên hết mà chú. À, công chiên hết hả chị? Công này là công lâu năm công chiên hết đấy. Không có công tập nham đâu. Dạ, giỏi chứ, cắt xà lách là cắt cho chuẩn. Gửi về kia cho ngon. Công từ xưa giờ đâu. Chứ không phải là công tập nham làm. Chị cũng ở Lâm Hà hả chị? Không, em ở Đức Trọng. À, ở Đức Trọng ở chỗ nào? Em ở ngay chợ. Ngay chợ, khúc nào đâu ta? Ngay chỗ hàng Bạch Đàn đó. À, với hàng Bạch Đàn hả? Cái khúc nhà ông Thiên Sư Bó, vườn Thiên Sư Bó. Chỗ khúc Bạch Đàn nó chuẩn bị. Chỗ nhà Bó. Chỗ lò thang á, nhà thang Bó á. Đúng rồi. Ừ. Cũng ngay chỗ đó chuẩn bị làm tống con đường chạy thẳng vô xuống ruộng. Đúng rồi, chạy băng ngang hết cái mấy cánh đồng đó đó. Dạ. Đây ngang qua ruộng mình luôn mà. À. Chuẩn bị chuyển đổi từ đất ruộng qua đất thổ đây. Chú cũng có ruộng với hả? Dạ có. Dạ có được khoảng 8 sào rưỡi. 8.500 mét vuông mà mất hết khoảng 1.500 mét. Là nó làm cái kênh để giờ làm đường, cái kênh thoát nước luôn đó. Dạ, đang làm hả? Chuẩn bị làm á, chắc vài tháng nữa làm thôi. Mời họp hết rồi mà, dân cũng đồng thuận hết rồi. Phải nữa, cánh đồng đó là cung cấp thêm rau khá nhiều á, rút nước thì tốt. À, cánh đồng mà tiêu thoát nước tốt là trồng rau sướng lắm. Lấy không? Đó, anh đang cắt rau mà anh còn quảng cáo rau nè. À, bạn hàng gọi lấy rau, anh quảng cáo rau lớn lấy không? Mà lớn lớn chừng nào chứ? Cái này được 2 tấn một sào không cháu? Không được đâu. Không được đâu hả? Không được đâu. Bữa nay xe thì xe vậy đó, không được đâu. À, không được đâu. Mình chứ. Mà thời buổi bây giờ là xuất sắc đấy, rau rồi. Nó phải đẳng cấp cái này nữa. À. Nó phải đẹp với VIP cái này nữa. Bây giờ mình đếm ra biết mà khoảng 5 cây một ký rồi. Đây một hàng thì 5 cây nè. Dạ. Đó hàng 5 cây nè. Một luống là bao nhiêu hàng? 2 4 5 này. À. Đến đây là 5 thì từ đây đến đây thì được tầm 4 thùng một thôi. À, một luống thì được 8 thùng 9 thùng. À 9 thùng hả? À, 8 thùng tùy. Có thể 8 có thể 9. À. Nếu luôn cả hai cái lối ngoài bìa thì có thể là 10 thùng. À. Từ đầu kia. Hai lối ngoài bìa là tầm 10 thùng. 10 thùng một hàng, một lúc. Ừ, một lúc mà 10 thùng thì cũng từ 8 đến 10 thùng. À. Vậy thì với cái sản của này thì chắc không được đâu. Không được gật xít xoát thôi. Xít xoát 2 tấn chưa được 2 tấn. Xít xoát 2 tấn. Tại vậy chú đúng cũng chú đoán cũng tương đối ổn hết chứ. Dạ đúng rồi. Đi mua được rồi chưa? Mấy nay đi theo cháu làm bộ hỏi vậy để mà chuẩn bị vậy nữa đi mua xà lách. Xà lách đẹp quá.
nhìn thấy đã thì cái mùa này nhìn thấy cái màu xà lách này rất mềm. Nói chung là mình làm mình phấn khởi. À chứ sao? Làm phấn khởi hơn. Cái vườn hôm qua người ta kê ế nhưng mà người ta không dám chê mình thì mình vẫn có tin. Chứ sao? Phấn khởi. Thế không ai chê được. Chứ hôm qua mà chẳng hạn như cái vườn hôm qua cháu mua cho cái vườn kia mà thì cắt cho người ta đó thì buộc phải cắt thôi. À, chứ mà đưa xuống rồi đôi khi người ta cũng có chê phần nào, hả? Chê hết á, tất cả chê hết. Người ta còn giảm tiền mình nhiều nữa. À, giảm tiền nhiều. Rau không đạt phí này, giảm tiền này. Mà chi phí cố định mình vẫn phải trả. À đúng rồi. Chi phí cố định thì vẫn như thế. Cho nên cho nên gặp cái đám đó đôi khi phải lỗ. Vâng, lỗ chắc rồi. Còn như cái này thì mình sẽ có phấn khởi với này nó có thể bù lại. Bù lại đúng rồi. Mình phải chấp nhận thôi. Giá hôm nay là xót xót khoảng được khoảng bao nhiêu cháu? Nếu mà rau này hàng này á, hàng này khoảng loanh quanh tầm từ 13 đến 15 nghìn. Tùy mỗi chợ. À. Có người thì có thể là 16, 17 được, có người thì chỉ 13 thôi. À. Nói chung mình cũng vẫn phải bán tại vì mỗi lái mà bán người này người kia mà. Mình cứ giữ chân với mình phải bán đều. Đúng rồi, để mà mình nói chung là để chạy hàng cho bà con nông dân trên này một cách ổn định. Đừng có bị động hàng lại mà phải bỏ. Còn xuống đó đôi khi đừng có để lỗ quá thôi chứ mà nó có những đợt mà phải chấp nhận hồi vốn hoặc lỗ tí. Nhưng mà bà con nông dân mà chạy được hàng thu hồi được vốn là tốt rồi. Chợ nó hơi yếu nên là thật ra thì giá nó dao động cũng nói chung là nhiều. Chợ yếu cho nên là cái mức cái biên độ mà dao động trồi sụt của nó là tương đối cao ha. Vâng, đúng rồi. Cũng tùy mối có đường cao cũng thấp. Nhưng mà mấy cái đợt cách đây chừng tháng mà giá nó ổn định thì nó đều 20 phải không? Dạ đúng rồi, 20 mấy 18 đến 24. Đó từ 17 xấu thì 15. Còn đẹp thì có thể 22 23 24. Tầm nửa một tháng trước. Nửa tháng trước nó đỡ ha, gần một tháng thì đó. Giá nó sẽ loanh quanh trên 15 ngàn, trên 15 ngàn đến 25 ngàn. 25 26 là đỉnh rồi đó. Giờ đó cái đợt đó nó cũng đỡ ha. Vâng. Chứ đợt này thì nói chung là giá 13 15 được cáo thiết cũng tạm ổn, tại vì cái giai đoạn vừa rồi thì nó tăng rồi, thành ra đợt này 13 15 thì tạm ổn, không có lời bao nhiêu, đều bà con làm cũng được, miễn là chạy hàng cho nông dân mình ở trên cánh đồng, đừng có để đất đai phải bỏ hoang là được, tốt rồi. Cho nhiều cái đợt bà con lỗ 2-3 mùa liên tiếp là để hoang luôn, bỏ hoang đất cỏ mọc quá chừng là bắt đầu là 2-3 tháng sau đồng với xử lý lại đất rồi trồng đẹp chưa này, cây salad nhìn thấy đẹp chưa, bộ lá nó cứng, mùa này được salad này là thấy mê rồi đó, nhìn cái salad đã chưa, nằm trên cái nền đất đỏ rất là đẹp. Đây là bà con đang gom rau loại 2 đó. Rau là như mình nói hồi nãy là này là được bán ở chợ gần đây. Rau cho dù rau là 2 nhưng mà cũng sắp hàng kỹ lắm, sắp từng cây hàng chứ không phải là bỏ xá vô đâu. Cũng cân 10 kg hả cháu? Dạ 11 rồi. Cân 11 kg, vâng. Giao 10 kg. Kiểu mấy cái lá này người ta phải lọc ra. Đúng rồi. Trừ hao ra tí. Đi nó còn có dập á. Đúng rồi, dập. Mình thấy là cái vừa rau này cái bà con làm ăn anh chủ làm ăn rất là đàng hoàng và nói chuyện rất là lịch sự. Ta làm ăn bây giờ cái thời buổi này rồi làm ăn như vậy nó mới bền vững. Mới tồn tại được lâu. Nó mới tồn tại được. Nói một là một, hai là hai. Bây giờ nhiều người làm lắm, mình cũng cạnh tranh nhiều, mặc dù mình có tên tuổi nhưng mà thực sự là người ta làm quá nhiều rồi. Mặc dù nhà con bây giờ ra nhiều lắm. Nhiều lúc mà mấy mối mới thấy trời ơi, vô vườn một dàn 20-30 người làm, cứ ủa trời, và ai mới ra mà quá trời làm cỡ đó. Nên là mình phải uy tín thì mình mới tồn tại được. Đúng rồi. Giờ cạnh tranh với người ta không làm. Thế sao? Quân người mặc ta là mình đã nhiều năm trong nghề đó. Nhiều lúc thì bây giờ nhiều người có vốn liếng rồi kìa, có kỹ thuật, từng nắm được kỹ thuật có vốn đó, người ta đẩy ra mạnh. Với lại ở dưới kia người ta ăn cũng nhiều. Thật sự dưới thành phố người ta tiêu thụ nhiều thật. Thật sự là vậy. Đúng rồi, rau xà lách mà, rau xà lách là một cái loại rau mà thường là trên bàn ăn hàng ngày,
đều phải có. Dạ. Đó. Rồi ngày mà các bữa tiệc của mấy cái nhà hàng á, hầu lúc nào cũng có à, mà ngày nào cũng có tiệc mà. Đó sao? Xá, rồi tổ chức cái này cái kia nào đều phải có cái rau để người ta trưng bày á. Đúng rồi. Ngày nào hầu như cũng có. Cái rau này đúng là rất là cần, đôi khi thịt cá là cá cũng có nhưng mà rau cần phải có trên bàn. Mấy anh này đi làm rau vậy là có thỉnh thoảng có đem rau về nhà ăn không? Có chứ. À, phải có ăn rau nghe, không ăn rau. Không ăn rau là không có tốt đâu nghe. À. Một bữa làm một cây rau này á, ăn với cơm rồi một ít thịt, một ít bắp rồi đó, một cây rau này là tốt lắm á. Phụ nữ đang đẹp da giống như chị đó, chắc ăn hồi xưa ăn nhiều rau lắm á. Da trắng bóc mà. Ăn cơm biết rau lan ăn rồi nhiều quá chị hả? Dạ dạ đúng rồi à, ăn cơm có rau nó dễ ăn chứ ăn cứ thịt cá hoài nó ngán lắm á chị ơi. Dạ đó chị sắp à. Đẹp chưa, sao đẹp chưa, bà con mình lại sắp rau sắp vào thùng, đóng thùng chuẩn bị chở đi. Đẹp nha, rau đẹp vô cùng luôn. Đây là bây giờ bà chủ vô tới vườn rồi nè. Bà chủ sáng giờ lo cắt cải salad ria là xà lô lô đó trên Ca Long. Giờ xuống rồi đây. Số điện thoại của chị là có trong này hết rồi. Ai có cần giao dịch mua salad hoặc là bán vườn salad, bán non, bán dài gì cũng mua. Chị mua để chị đưa đi Sài Gòn đây. Rồi ai mua đất chị bán nhờ, chị đang thua lỗ chị bán đất luôn. Đang thua lỗ chị bán đất luôn. Alo. Sao đi lấy ở bên Suối Thông hả? Hay lấy ở đâu? À sao lấy ở dưới Bờ Dĩa nhá. Sao đi xuống đường Bờ Dĩa, đi tắt cái đường bên sông sang cũng được. Mà sao đi đường... Bây giờ sao đi đường nào là cô chỉ cho dễ mà. Đúng rồi. Thôi lo bắt vợ đi. Có sẵn này hai vợ chồng mình đi làm đây cũng chung vui á. Bắt vợ chê hả? À, bắt vợ chê hả? Nó chê ở chỗ nào? Chê cái gì? Chê một trai. À, con trai là có cái khác bù. Mình đàn ông con trai mà mình nó chê cái này có cái kia bù. Sợ gì? Hả? Chê từ đầu xuống dưới luôn. À, từ trên xuống dưới luôn. Mà là cứ khiêm tốn nói thế. Đến hồi lơ mơ chiều nay đi ra cổng kia có cô bắt rồi, hồi đó hồi về khóc nói không cho tôi về nhà Đức Trọng. Đây Suối Thông cũng nhiều cô đẹp lắm á. Người đồng bào mình đông lắm. Đẹp chưa? Gái đồng bào Cado này đẹp á. À, đồng bào bên Cado cũng đẹp lắm á, dễ thương lắm. Lai Mỹ á. À mà mình thấy ở trên bên Cado đó hôm qua mình thấy là mấy cô bên Cado đó dạng lắm nha, coi chừng qua đó đừng đi lăng quăng nha, làm trong vườn nó làm xong rồi về nha, chứ chưa muốn bị bắt vợ. Mà qua đó mình đi làng sàng là mấy cô bắt thiệt á nha. Bắt ở luôn. À, bắt ở luôn hả? Bắt ở luôn tối về. Đây là khu vườn xà lách. Mảnh vườn xà lách mà mình bên cạnh cái vườn mình đang quay nè, cũng của bên chủ đó đấy. Chủ đang thu hoạch đó, nhìn thấy không, salad mỡ luôn đây. Bên này trồng salad mỡ rất là đẹp, vườn salad mỡ mùa này mà chắc khoảng 20 ngày nữa là thu đây. Nhìn thấy đẹp chưa, đều phăng phăng hết, cây lên không bị thối, không bị rụt, không hư. Đây cũng trồng trong nhà lưới đây, trong nhà lưới thì nó nóng hơn ngoài, nhưng mà nó nóng như vậy thì cái salad mỡ đó mới chịu. Này gọi salad mỡ còn gọi là salad búp. Đây salad đây.
đẹp không? Cây còn nhỏ đó.